Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chơi tiếp Minecraft thời đại khủng long. Ở tập trước thì chúng ta đã có thêm một thành viên mới, đó chính là Tremozilla Hỏa Ngục các bạn ơi. Với bộ đôi Tremozilla hiện tại thì mình nghĩ trong hầu hết các kèo đấu trên mặt đất mình đều có thể giành chiến thắng các bạn ạ. Lực lượng này hơi bị mạnh nha. Ngoài ra thì mình còn sắm được một bộ giáp có năng lực, đó chính là lướt trong bóng tối các bạn, khá là xịn sò. Chỉ có điều hiện tại nó chưa có được enchant gì trơn á, cho nên là một xíu nữa mình sẽ enchant set giáp này lên ha. Còn bây giờ thì để mình nghiên cứu những cái DNA cái đã. Bữa giờ thấy vậy thôi chứ mình vẫn còn một vài loài chưa có hồi sinh được á nha. À, để mình lấy sách ra mình tìm hiểu thêm mới được. Trong đó có loài có tên là Paraceratium các bạn ơi. Loài này thì DNA để mình coi coi. DNA có vẻ là từ những cái ta fossil ha. Wow, trong nhà mình còn 12 cái nè. Ê chưa, từ từ, hình như trên này cũng còn thì phải, đúng không? Hồi hôm qua săn thêm được 4 nữa là 16 cái ta fossil. Ok, ngoài ra còn loài nào mình chưa hồi sinh không nhỉ? Megalania. Đây là một loài thằn lằn cổ đại các bạn ơi, mình cũng chưa có DNA luôn nha. Mình sẽ tìm kiếm thử Megalania đây. Ê, Megalania sao quen quen vậy? Hình như mình có DNA thì phải. Ở đây nè. Ủa đâu? Ủa lộn. Đây chứ. Alright. Vậy là đỡ phải tìm kiếm DNA các bạn ơi. Còn loài nào nữa không? Mình sẽ tìm nốt luôn á. Tạm thời là có vẻ là chúng ta không còn loài nào chưa hồi sinh đó. Ok. Rồi, trước mắt là như vậy. Giờ thì để mình phân tích những cái ta fossil này cái đã, để chúng ta kiếm DNA của Paraceratium ha. Vậy mình nghĩ sẽ khá là khó đó các bạn ơi. Tapanas. Ôi, Tapanas giống như thú mộ dịch vậy ta, đúng không nhở? Em này nhìn giống như là dịch vậy đó các bạn. Ê, được ấy chứ. Ok, chắc. Úi, ra luôn rồi. Mình đã có được DNA của Paraceratium. Yay. Đã vậy, tuyệt vời các bạn ơi. Nếu vậy thì mình sẽ lập tức đưa DNA của giống loại này vô trong để chúng ta tạo thành cái nhau thai ha. Rồi, bên này thì mình sẽ để DNA của Megalania. Ok, và trên này sẽ là của Tapanas. Mình đang muốn kiếm thêm một cái DNA của Paraceratium nữa cơ, nhưng mà có vẻ là không được rồi các bạn ơi. Hơi su cà na ha. Nhưng mà các bạn yên tâm, gần nhà mình có cái hồ dầu, cho nên là... Ôi cái gì? Ok. Bị vướng rồi, không bay được. Thôi, bữa nay cởi em trên này ha. Ok, chúng ta sẽ bay thẳng tới cái hồ dầu kế bên nhà. Coi coi, có xuất hiện thêm cái con slug nào không? Yêu không có rồi. Ở đây thì sao? Đây có con nè. Alright, ngon. Săn nó thôi các bạn ơi. Ui, cẩn thận. Con này thấy vậy thôi, thế nó tù vậy thôi chứ nó đánh là rác phết các bạn ơi. Đó, không được ý nha. Ui da. Mặc dù bây giờ giáp mình khá là xịn rồi đó mà nó còn đánh thốn vậy. Ok, what the heck. Ok, mình đã lượm được mấy cái ta fossil rồi, nhưng mà khoan, trời đất ơi, mình bị dìm sâu dưới cái hồ dầu. À, bạn nào có nhu cầu mua app Roblox, Lovefruit cũng như là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop của Lộc nha. Link shop ở dưới phần bình luận video á. Mình nghĩ săn thêm con này nữa, khoảng 20 cái ta fossil là chúng ta về nhà dư sức để tìm ra cái DNA rồi. Không lẽ mình xui tới vậy sao, đúng không? Ok, về nhà thôi khủng long bay. À, mà hình như khủng long bay mình chưa có cho đẻ lứa con nào đúng không ta? Nếu vậy thì về nhà mình sẽ cho ẻm đẻ lứa con đầu tiên luôn. Rồi, và hình như thức ăn yêu thích của Subteranodon đó các bạn, đó chính là cá các bạn ơi. Mình sẽ thử nha, cho ăn cá tuyết thử coi. Nè. Hiện tim rồi. Và nhóc này sẽ đảm nhận nhiệm vụ đẻ trứng. Và ta-da. Ở đây chúng ta đã có được đâu đó khoảng 3 cái trứng của khủng long bay các bạn ơi. Quá đã luôn. Ok, bay đi đâu vậy? Trời ơi, mừng quá, bay tùm lum luôn rồi kìa các bạn ơi. Đừng có bay khơi khơi nữa. Ở đây canh chừng trứng nè. Trời ơi,
Thiệt luôn á em này ha, làm bố không có trách nhiệm rồi. Úi dồi ôi, coi kìa. Trời đất ơi, ngồi xuống cho tôi, phạt luôn nha. Bố gì đâu mà hư hỏng không, không có trách nhiệm gì trơn á. Rồi ở đây giữ chứng đi, chắc cũng sắp nở rồi đó các bạn, mình nghĩ vậy. Rồi bây giờ phần mình sẽ vô trong và coi coi. Oh, nhau thai của Paraceratium đã xong. Bên này thì chúng ta đã có trứng của Megalania ha. Ủa, ôi trời ơi, cái này nó không có cái organic odd. Màn đét ơi, bó tay thiệt. Ồ, trứng của Tabanat cũng xong rồi nè. Đợi cho DNA của Megalania xong nữa là ok ha. À mà trong lúc chờ đợi mình có thể phân tích thêm hóa thạch đi, có 20 cái nè. Để xem chúng ta có may mắn và tìm thêm được DNA của giống loại Paraceratium hay không ha. Ôi trời, đúng cái hóa thạch cuối cùng các bạn ơi, thì chúng ta đã có được DNA của Paraceratium. Trời không ngờ luôn á. Yes. Ủa, ủa, ủa coi đó sai sai ta. Ủa nãy mình tính là hai cái trứng của Megalania thôi mà sao giờ ra tới ba cái trứng vậy nhỉ? Coi đó sai sai nhỉ. Vậy thì mình sẽ lấy thêm DNA của Tabanat ha. Đây, cho vô để chúng ta làm thêm một cái trứng của Tabanat cho chẳng cặp đôi các bạn. Còn phía bên ngoài, trứng của khủng long bay có vẻ vẫn chưa nở các bạn ơi. Thôi được, mình sẽ up cùng lúc thật là nhiều trứng luôn ha. Đây, Megalania up cái bên luôn nè, 3 trứng. Ôi, ôi lộn. Hình như mình phải đặt ở ngoài, đúng rồi, ngoài cỏ thì trứng mới bắt đầu nở được ha. Ok, tương tự thì mình sẽ up trứng của Tabanat thú mô dịch ở kế bên đi. Và cuối cùng, đó chính là loài Paraceratium. Thì mình sẽ cần cái máy up cái đã. Hình như ở nhà mình còn 5 cái, đầu tư 2 cái đi ha. Ok, bên này trứng của Tabanat cũng xong thêm một cái rồi nè. Đem ra ngoài và up luôn. Một ngày up quá trời trứng luôn. Ok, rồi, để xuống và chờ đợi thôi. Wow, háo hức nha. Trứng này có dấu hiệu sắp nở rồi nè. Wow, nhanh vậy. Tranh thủ đi ngủ các bạn ơi, sáng dậy còn trong chừng trứng tiếp nữa. Theo như mình đoán thì hai cái máy up này sẽ hoàn thành xong trước á các bạn ơi. Xem coi dự đoán của mình có đúng hay không nha. Háo hức đây. Và chuẩn bị. 1 2 Ủa lâu vậy? Ê kìa. Trời đất ơi, kéo đợt cò lâu vậy mà chưa. Ồ đây rồi. Wow, đây là Paraceratium này các bạn ơi. Wow, nhìn như hươu cao cổ vậy đó các bạn. Cái cổ dài thiệt sự. Đã. Rồi, để hai nhóc này vô trong lát xô trước, để mình dễ quản lý hơn các bạn ơi. Mình sẽ tranh thủ lúc này mình sẽ đọc một số thông tin ha. Của loài này coi coi mình có thể cho ăn gì đó để thuần hóa không. Trong này thì không thấy có dấu hiệu gì là chúng ta có thể thuần hóa được loài này á. Ây dùi, vậy thì không hay tí xíu nào rồi. Chắc là mình sẽ thả rong đi. Rồi, thả ngoài này đi ha. Sau đó thì mình sẽ làm một cái hàng rào, rào từ đây vòng qua bên cái khu vực bên kia. Đấy, tạm thời là như vậy. Khá là ổn ha. Hy vọng là đừng có phá hoại cái khu vực này là được. Mình sợ lớn rồi ha, đi hút gãy cây thôi các bạn ơi. Mình chỉ sợ vậy thôi á. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục chờ đợi những cái trứng này cho nở xong xuôi hết luôn ha. Ui, nhóc đầu tiên đã nở rồi. Đây là Megalania các bạn ơi. Wow. Ui, nhìn kháu khỉnh vậy. Wow, những cái trứng khác cũng có dấu hiệu sắp nở rồi kìa. Nước quá trời rồi. Ủa đây, chú mồi dịch cũng nở. Quá đã. Ok, cho đi lại tự do trong này và nguyên một cái đàn khủng long bay cũng đã nở rồi các bạn ơi. Wow. Đã thiệt. Ui, chỗ này bây giờ hơi bị nhiều loại nha. Nhưng mà hình như Megalania không biết có thích nước không ta. Mình sẽ qua đây coi thử ha. Ví dụ thích nước thì mình sẽ làm thêm cái hồ. Ồ, có vẻ là Megalania có khá thích nước nha. Được đấy chứ. Thôi, ở đây mình thấy còn trống nè.
mình sẽ đào thêm một cái hồ ha. Để ở đây có thêm một khu vực cho mấy cái nhóc đó bơi lội nữa. Ở đâu rồi? Cái em chim kia đâu rồi? Ồ, khoan. Tabanat. What the heck? Qua đây chơi đi, qua đây chơi đi mấy mấy nhóc con ơi. Làm cho cái hồ bự hơn nè. Đó, mặc sức đó mà bơi ha. Ê, nhưng mà khoan. Ủa, Tabanat đi đâu hết trơn rồi? Ơ kìa. Ủa, nãy mới thấy hai nhóc đó ở đây mà. Không lẽ mới đây đi lạc rồi trời. Thiệt luôn, đúng là quá nhanh, quá nguy hiểm các bạn ạ. Ôi, ôi, đây, 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 trời ơi. Đi qua bên đây, hèn gì. Bên kia nữa kìa. Ôi nha, yeah, qua bên đây có nhiều loài hung dữ lắm đó. Không khéo là bị ăn thịt. Ủa lộn, bị ăn hiếp như chơi ấy nha cưng. Đừng quan bển. Đây, đây, qua đây mà chơi. Thả về đúng khu vực các bạn ơi. Đó. Rồi, khu vực tưởng niệm của hai chiến binh đã hy sinh bây giờ cũng đông đúc hơn rồi ha. Có thêm nhiều loài sinh sống hơn các bạn. Rồi, vấn đề tiếp theo là chỉ cần thời gian cho những cái nhóc này lớn thôi ha. Công việc ở nhà thì cơ bản đã xong. Giờ thì mình sẽ tự thưởng cho mình một bộ giáp nó xịn hơn mới được. Ê, nhưng mà khoan. Ồ, hình như đi Morphodon FA từ đầu tới giờ các bạn ơi. Ồ, trong khi đây là một trong những người bạn đầu tiên của mình nữa. Để FA gì hoài cũng tội. Nhưng mà mình nhớ đi Morphodon có nhiều cái màu sắc lắm nha. Ờ, thôi được, một xíu mình đi khám phá, mình mà gặp thêm Dimorphodon á, chúng ta sẽ thử thuần hóa ha. Ok, đó cũng là một ý kiến hay á. Rồi, giờ thì vô đây enchant cái set giáp cái đã. Thử coi set giáp bóng tối này cho mình đào nhanh dưới nước. Ồ, oh, có chậm hỏng và bảo vệ bóp luôn, khá ngon. Tiếp theo áo choàng bóng tối có bảo vệ và gai. À, tạm thời là tương đối ổn, nhưng mà sẽ tốt hơn nếu như mình enchant được cái dòng sửa chữa ha. Nên là chúng ta sẽ đi shopping một xíu đi. Mình sẽ lấy hai ngọc lục bảo nè, hai quyển sách. Chạy qua chợ dân làng bán sách sửa chữa để chúng ta sắm liền hai cái Ôi, mình đâu có sắm Reaper đâu ta kìa. Ông nhỏ đó đâu núp nhỏ mới trời. Hoàng đấy ơi. Ê, oh no. Mình lỡ bắn trúng dân làng rồi. Ouch. Thiệt luôn, con Reaper này báo đời, báo đớm này. Trời ơi, dân làng ơi. So sorry. Rồi, bán mắt luôn rồi nè. Bán tới 7 ngọc lục bảo luôn rồi. Trời, tình làng nghỉ sớm vậy mà tôi thấy da bác cỡ gài hơi nhợt nhạt. Tôi muốn bác xanh xao hơn thôi. Ủa, lộn. À, tôi muốn bác hồng hào hơn thôi, ai dè. Đúng là báo thủ. Có ngày gặp báo chính hiệu các bạn. Con Reaper kia báo thì chứ. Cay thật. Thôi, mình cũng nhiều ngọc lục bảo các bạn, không sao. Mua 7 ngọc lục bảo cho một quyển cũng khá là rẻ ha. Trời ơi, đúng là đồng tiền là mờ hay làn da các bác này thì các bạn nè. Da đang xanh lè, tự nhiên mua hai quyển sách xong là ha. Da hồng hào lên liền. Ảo thật đấy. Rồi, cởi giáp ra, chúng ta ép sửa chữa vào. Ok, tương tự với cái nón. Rồi, khá ổn nha. À, mà chuyến đi ngày hôm nay thì dự tính là mình sẽ trở lại cái vùng biển sâu thẳm á các bạn. Hiện tại mình đang có 7 cái ngọc chai nè. 7 cái thì hơi ít nhưng mà méo mó có đỡ không các bạn. Mình sẽ đem theo cái nón lặn này. Ê, chưa, từ từ. Mình có nón lặn xịn mà ta, quên nữa. Đây. Nón lặn siêu cấp VIP Pro của mình. Mình sẽ đem theo ha. Chỉ với cái nón này thôi là mình sẽ thở được dưới nước rồi các bạn ơi. Cái áo thì cái áo này có vẻ tốt hơn áo bóng tối mình nữa. Mặc luôn đi. Rồi, mang theo set đồ này bên người. Và chúng ta sẽ đi thẳng tới cái vùng biển sau. Dự tính là mình sẽ mở khóa thêm một vài cái kiến thức ở đó. Vì có một số bạn chỉ mình á, là những cái thanh niên mà ở trong cái vùng biển đó mình có thể trao đổi đồ được các bạn ơi. Đây, cái vùng biển đó nè. Mình sẽ coi mấy thanh niên đó tên là gì ta. Deep One. Ừ, hình như là mấy thanh niên này các bạn. Mình sẽ cần đặt một cái viên ngọc trai lên những cái Abyssal Altar. Khi mà bọn chúng đang ở gần á, thì đại khái là chúng ta sẽ có một số cái tương tác với mấy thanh niên đó. Ừ, không biết mình dịch có đúng hay không nữa nhưng mà nữa, mình lại gặp thứ dữ. Hoài đi. Cứ rình rình là nó nổ mình hoài. Cay thật. Ok, không chần chờ gì nữa, chúng ta sẽ đi tàu ngầm các bạn.
trở lại khu vực đó ha. Hy vọng là chuyến này chúng ta sẽ mở khóa được nhiều thông tin bổ ích khác ở bên cái khu vực Abyssal Jam đó. Let's go. Test thử cái đèn coi. Ok, cái đèn vẫn còn hoạt động nha. Nhưng mà khoan, cái vấn đề là Abyssal Onta, cái tế đàn nó là cái nào mới được? Ủa? Ủa không lẽ bữa giờ mình đi qua đây mình không gặp cái tế đàn nào ta? Mấy cái này đâu có chỗ nào gắn cái ngọc trai vô đâu. What the heck? Chỗ này là chỗ lần trước chúng ta lấy cái tàu ngầm nè. Ê! Ê! Ở đây chắc. Wait. Ừ giống lắm các bạn ơi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Mình sẽ thử ha. Đó, mình sẽ đặt xuống rồi. Để xem. Ủa? Ủa sao không có gì xảy ra vậy? Ok. Hey hey. Hey bro. Ok. Mình đặt cái ngọc trai. Ây da, à à. Ui da, cái tên nào là mình dính độc vậy? À, cây vậy? Ủa, nhưng mà không có gì xảy ra tơ trơn ta. Ui, có gì đó sai sai các bạn ơi. Có gì đó không đúng ở đây nè. À, mình mới search Google lại rồi. Không phải con này các bạn ơi. À, kìa kìa kìa, mình thấy rồi. Cái con mà nó cầm cái cây giống như là cái giáo kìa các bạn ơi. Cái con đó. Mình cần nó. Đúng rồi, lại đây đi cưng. Kích hoạt cái này cho anh coi. Ây da. Kích hoạt cái này đi. Please. Please, please. Ok, nó không thèm quan tâm cái cục ngọc trai luôn á các bạn. What the heck. Ây da, ây da, ây da. Ui, ui, không ổn, không ổn. Mình phải chuồn thôi đó. Thiệt tình luôn á. Ê, ở đây thêm một cái nữa. Rồi, 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 rồi. Lần này mình sẽ dùng chiến thuật khác các bạn ơi. Mình sẽ đặt vô xong đúng không? Ok, ok, có tên ở đây luôn. Xong mình chạy liền. Quất tầm nhìn của mấy thanh niên đó. Để xem có chuyện gì xảy ra không ha. Ôi no no, chiếc này tôi không có săn Hubrecker nghe. Nước sông không phạm nước mái nha. Rồi mình sẽ dụ cái con kia nó lại. Coi coi. Ủa kỳ ta. Mình làm sao cho cái cột này nó phát sáng các bạn là thành công. Nhưng mà hiện tại nó tối thui à, nó không có sáng hết trơn á. Kỳ trời. Đúng công thức rồi đó, nhưng mà không thấy kết quả đâu á. Ê kìa kìa kìa. Nó định làm gì cơ? Đúng rồi, làm gì đó đi bro. Please, please. Để coi. Hey, hey. Come here bro. Ở đây tôi nè. Tôi dẫn đi ăn kem nè. Ây da. Trời ơi, nó chọi mình. Cái con này láo. Bắn nó luôn. Người dám chọi thật hả? Bữa nay đang quạo nha. Ủa sao thanh niên kia nay hiền vậy? Không thèm lên đây luôn à? Ui hay là chê ngọc trai của mình trời. Ê rõ ràng là. Ủa? Hay là mình có thể ấn vô người thanh niên này? Ui không được. Lạ vậy. Ui ui. Ê kìa kìa kìa. Ôi thành công rồi. Nó đã kích hoạt cái này lên các bạn ơi. Và eo. Nó cho mình cái túi mực. Oh no. Tôi cần một thứ khác giá trị hơn. Please please. Kích hoạt lại đi. Ui ui. Kì kì nó lượm cái khác. Nó lượm cái khác các bạn ơi. Để coi lần này. À lần này nó cho mình những cái mảnh lăng trụ biển. Vậy là mình đã thành công rồi các bạn. Cách thức vô cùng đơn giản ha. Nhưng mà mình còn phải đi săn thêm ngọc trai rồi. Ui. Ui. Cái tên kia đưa mình một cái vũ khí các bạn ơi. Oh, một món đồ giá trị đầu tiên. Wow. Cái này có skill luôn nữa. Test luôn coi. À nhưng mà skill của cái vũ khí này không mạnh lắm. Ôi ôi no no no. Thôi thôi không test nữa. Test lỡ trúng cái thanh niên to con này là mệt đấy các bạn à. Chỗ này mình loot chưa trời.
Ôi sao giống như mình chưa lút lắm nha. Mình thấy cửa còn nguyên nguyên là có điểm nha. Ừ đúng rồi, chỗ này mình chưa lút, ngon. Lại có thêm ngọc trai các bạn ơi. Ê ôi, được 9 gái. Không quá nhiều nhưng mà đỡ hơn là không có các bạn. Ủa, nhưng mà thường là mấy chỗ này nó sẽ giấu một cái con tàu mà đúng không? Ủa, thì chỗ này giấu cái tàu ở đâu nhỉ? Nó lạ vậy. À, ồ ồ, có mấy thanh niên này luôn. Ngon vậy. Sẵn luôn các bạn. Thanh niên này không làm việc đúng không? Sử liền. Ngọc trai kế bên mà không lụm hả? Ê, hình như ôi 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 ôi, hình như mình đổi được đồ xịn các bạn ơi. Ủa, Magic Grunge. Ôi, hình như đây là cái món đồ VIP nhất mà Deep One Knight sẽ trao đổi với mình thì phải. Ôi ôi, sao không, ôi sao không dùng được ta? Ồ, chưa chưa, để mình lên đất liền mình test thử mới được. Tại sắp tới á, mình đang cần những món đồ VIP VIP như vậy để hỗ trợ mình trong những trận chiến cam go dưới đáy biển các bạn. Đây, chẳng hạn như đây ha, mình sẽ test thử luôn. Dùng cái này coi. Dẫn sức. Wow, thiệt các bạn ơi, đây là hàng xịn. Và có thể ép được sửa chữa đúng không? Yay. Chắc chắn rồi, về nhà mình sẽ ép sửa chữa vô cho nó ha. Ồ, vậy là mình sẽ có thể triệu hồi được hai Deep One Knight nè. Một Deep One May cũng như là hai Deep One bình thường. Có đồng đội, có đồng đội. Vậy là coi như công sức sớm giờ ở cái vùng biển này chúng ta không uổng công rồi. Bây giờ thì chắc mình sẽ tranh thủ cái thời gian còn lại để chúng ta tìm bạn đời cho cái người bạn khủng long đầu tiên ở nhà mình ha. Ê, từ 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 từ. Ôi, đây nè, đây nè các bạn ơi. Khủng long Dimorphodon lần trước chúng ta gặp ở cánh rừng. Cái nhóc này sẽ có cái mỏ bảy màu rất là đẹp luôn. Wow, mà còn đi về hướng mình nữa nè. Sao khoái mình thế gì á? Hình như em nhóc này khoái mình các bạn ơi. Được được, khoái thì mình sẽ dẫn về nhà luôn. Ý trời. Cái này thì đối với mình khá là easy các bạn ơi. Mình có lasso mà. Đó, tóm là một nhóc ha. À, ok. Ui, ở đây còn nhóc nữa. Nhưng mà thôi, nhóc này với nhóc kia làm một cặp đi. Vậy đi ha. Rồi. Tranh thủ lúc này thì chắc mình sẽ đi tiếp luôn quá. Vẫn còn một giống loài khủng long ngoài tự nhiên mà mình chưa có thuần hóa được á các bạn ơi. Loài đó thì cũng không có to á. Mà lần cuối cùng mình gặp thì hình như ở tiếp cái vùng Savannah lẫn... what? Ê. Ripper đột biến. Thôi. Coi như chưa thấy gì đi các bạn. Bữa nay mình không có dẫn theo Tremorzilla nên là không có dùng hơi thở của Tremor để tiêu diệt nó được á. Mình hơi rén đó nha. Tới luôn. Ê, khoan. À, có còn quái vật hồ dầu các bạn ơi. Tranh thủ khẽ nâng xíu coi. Sẵn kiếm thêm những cái hóa thạch luôn các bạn. Ok. Ôi, cẩn thận nha. Mình hết hiệu ứng của kỹ năng lướt trong bóng tối các bạn. Rồi, và mình cũng sắp hạ được nó rồi. Rất là nhanh. Xong phim. Được 4 cái hóa thạch. Và lần trước á, mình gặp nguyên một cái đàn khủng long tí hon ở trên cái ngọn đồi này nè. Cho nên là bữa nay mình mới quyết định trở lại đây ấy. Hy vọng là chúng ta vẫn có thể tìm được. Ôi trời, có thộm tưởng đâu con zombie với cái em về núi kia chứ. Đây nè. Ui, gặp lại luôn các bạn ơi. Vậy thì tuyệt vời quá. Mình sẽ cho mấy cái nhóc này ăn lá ha. Thức ăn yêu thích của mấy nhóc này là lá các bạn ơi. Oh no. Ê, bậy rồi fan. Ây da. Trời đất ơi, cái anh di cá này. Mình sẽ lấy súng sơi một lần hai anh di cá luôn. Mình là tăng cơ thứ dữ các bạn ơi. Dù súng mình chưa gọi là xịn lắm nhưng mà không sao, mình vẫn sẽ bắn thôi. Trời ơi, anh mổ mình. Ok. Ui, hên quá, mình cứu kịp mấy cái nhóc kia. Ủa, sao không ăn vậy? Ok. Hình như sợ quá, bỏ chạy các bạn ơi, chưa kịp ăn nữa. Tội nghiệp mấy nhóc đó không?
Ok, để mình tiêu diệt nốt mấy con zombie. Rồi chúng ta sẽ kiểu như là tìm cách dụ mấy cái nhóc này ha. Ăn đi cưng. Ăn đi. À, nữa hả? À. Gì ngoài vậy? Trời ơi. À. Đây là lãnh địa của anh Di Cái đó mọi người. Trời đất. Lần nào qua bên này mình cũng bị mấy cái anh Di Cái này làm phiền hết. À. Ây da, mình sắp chịu không nổi rồi. Ok. Mày nước ưu. Ý, đây rồi. Trời ơi, cái vùng Savannah thuần hóa không được. Qua tới cánh rừng này thì thuần hóa được các bạn ơi. Một nhóc đã chịu giai đổi mình rồi. Cho một nhóc nữa đi. Trời, ăn ngấu nghiến luôn kìa trời ơi. Đây là những nhóc khủng long mà lúc trước á mình đi khám phá. Mình cưỡi tri xe thì phải. Mình vô tình hút trúng các bạn. Rất là tội nghiệp luôn. Bây giờ mình mới nhớ rồi, mình qua đây mình thuần hóa lại ha. Ok, hy vọng là chúng ta sẽ có thêm được một nhóc nữa giai đổi. Nào nào, chịu đi mà. Nhóc nào chịu giai đổi mình đấy ta? Ủa, nhóc nào nhờ? Ủa, nhóc này chịu giai đổi mình nè. Ok, vậy mình sẽ cho ngồi xuống đi. Nhường cho mấy người anh em khác ăn nữa chứ. Ui, hình như nhóc kia là cái sao các bạn ơi. Ui, được rồi. Ồ, mình thuần hóa thêm được một nhóc rồi các bạn ạ. Nice. Ok, hai là quá đủ. Ê kìa, ba luôn rồi à. Wow, còn một nhóc kia nữa thôi. Về đổi anh luôn đi cưng. Ôi, nhóc đó thì lại không chịu rồi các bạn. Gầu cho FA luôn. Ba nhóc này mình sẽ dẫn về nhà hết. Cưng không chịu về đổi anh thì cưng FA luôn nha. Coi như chuyến đi này là quá là thành công mỹ mãn các bạn ơi. Về tới nhà, việc đầu tiên của mình đó chính là thả mấy nhóc khủng long này ra thôi các bạn ơi. Ok, cái đàn này thì mình sẽ cho ở chế độ di chuyển tự do ha. Đấy, tại vì khu vực này hiện tại cũng khá là an toàn các bạn. Mình đã rào hết trơn rồi, nên là không có chuyện khủng long đi lạc đâu. Sẵn cho mấy nhóc này đi chơi xung quanh, bảo vệ mấy nhóc khủng long ở nhà luôn. Còn riêng về khủng long bay tí hon thì mình sẽ để trong nhà ha. Đó, để bầu bạn với nhóc này. Ủa, mà không biết, ê, hình như nhóc này mình chưa có tem các bạn ơi. Nếu vậy mình phải thuần hóa rồi. Ôi, nhóc ấy đang muốn chạy cơ. Ok, chịu ăn thịt rồi đó. Đúng rồi. Ăn đi cưng. Úi. Ăn có mấy miếng thôi để chịu giai đoạn mình rồi. Ok. Ây da, trời, anh lỡ tay. Trời đất ơi, hút nhỏ một cái. Muốn xỉu luôn. Ok. Tội nghiệp phải không? Nè, ăn thêm để dưỡng thương đi. Trời, hình như em bị sang chấn tâm lý luôn rồi các bạn ơi. Oh no. À, định bay hả cưng? Không nha, ở đây chơi với bạn đời đi. Đó. Chồng cũng khá là xứng đôi vừa lứa các bạn ạ. Nói chung thì công việc ngày hôm nay của mình khá là thuận lợi đó các bạn ạ. Sắp tới trong những trận chiến cạm gò, mình không chỉ đơn phương độc mã đâu các bạn ơi, mình còn có những đệ nữa các bạn. Những người đệ này thì ở dưới biển á. Đó. Hơi bị VIP ấy nha. Ok, giờ thì cho đệ mình chơi vòng vòng nhà đi. Mình sẽ vô trong sắm một quyển sách sửa chữa. Cần đâu đó cỡ 7 ngọc lục bảo đúng không? Một quyển sách. Ok, sau đó thì shopping tiếp thôi các bạn ơi. Ok, lần này không có Ripper nữa. Rồi, việc còn lại là ấy, mình sẽ thử enchant coi. Ví dụ mình cho vô bạn enchant liền thì được không? Ô, được luôn hả? Ô, lượm luôn coi. Wow, nó còn được cái dòng gì nè các bạn ơi. Hình như là với cái dòng này sẽ tăng cường số lượng Deep One khi mà chiến đấu hay sao á, đúng không ta? Ô, mình dùng lại coi. Thử nha. Ờ hả. 1, 2, 3. Ồ, đúng rồi, cái này là tăng cường số lượng thiệt nè. 1, 2, 3, 4. Bây giờ có tổng cộng là 4 Deep One lận các bạn. Bình thường thì chỉ có 2 thôi á. Cũng khá là hay. Được. Việc cuối cùng là ép thêm dòng sửa chữa thôi. Là perfect. Alright. Sáng thức dậy mình còn đón thêm một cái tin dữ nữa. Ủa lộn, tin vui nữa. Đó chính là giống loài Paraceratium á các bạn. Bây giờ đã to lớn rồi các bạn ơi. Đã vậy còn lẻn được ra bên ngoài nữa chứ. Ảo thật đấy. Mà cũng đúng, nhóc này mà đi yên chỗ chắc dặm mấy em kia dịp lép luôn á các bạn. Thôi thả rong ngoài này cũng được ha. Và biệt đội khủng long bay cũng đã trưởng thành hết rồi các bạn ơi. Chỉ có điều có một vài loài vẫn còn khá là nhỏ, như là em Tabanat kia. Ừ, cũng như là Megalania thì
vẫn còn bé xíu á. Lâu lớn quá à. Nhưng mà không sao, trong thời gian giữa hai tập mình sẽ gắng đợi cho mấy dốc này mau lớn á các bạn. Và cũng cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong một ngày rất là tuyệt vời. Hy vọng là những ngày sắp tới chúng ta đã có thể sẵn sàng để có thể đi khám phá ở những chỗ nó nguy hiểm hơn ở dưới biển sâu ha. Dự là sẽ còn nhiều chuyến khám phá thú vị đây. Và bạn nào có nhu cầu mà hẹp Roblox, Lovegood cũng như là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop của Lộc nha. Link shop ở dưới phần bình luận á. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.